Việt Nam. Trọng tài thứ nhất ông Nguyễn Hồng Quyết. Trọng tài thứ hai ông Nguyễn Anh Tuấn. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với những hình ảnh từ nhà thi đấu Gia Lâm Hà Nội, nơi sẽ diễn ra trận đấu rất được chờ đợi. Tại bảng B của nữ vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Điền Long An. Trên màn của chúng ta là những cô gái của Bộ Tư lệnh Thông tin trong trang phục màu đỏ ngày hôm nay. Vẫn là những cái tên rất quen thuộc: Nguyệt Anh, Việt Hương, Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Lâm Oanh, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Hai đội bóng giàu truyền thống của bóng chuyền Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Điền Long An, với phong cách thi đấu cũng như triết lý không ngoại binh của mình. Ngày hôm nay chúng ta cùng chờ đợi xem dàn nội binh của hai đội sẽ so tài với nhau như thế nào. Những người sẽ ra sân đầu tiên của VTV Bình Điền Long An ở trận đấu này. Người dẫn dắt VTV Bình Điền Long An đó là huấn luyện viên Lê Thái Bình. Cả Bộ Tư lệnh Thông tin và Long An đều là những đội bóng ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch quốc gia năm nay. Ngày hôm qua một ứng cử viên khác đã ra sân thi đấu, đó là Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Và chúng ta thấy đội chủ nhà Hóa chất Đức Giang đã chứng tỏ được sức mạnh lớn đến như thế nào ở mùa giải năm nay với chiến thắng khẳng định đẳng cấp 3-0. VTV Bình Điền Long An là đội phát bóng trước. Người phát bóng đó là Kim Thoa. Điểm số đầu tiên thuộc về Bộ Tư lệnh Thông tin. Người ghi điểm đó là Phạm Thị Hiền. 1-0 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Người phát bóng tiếp theo cho Thông tin là Nguyễn Thị Phương, 24 tuổi, chiều cao 1m76. Điểm cho Long An rất hay, mặc dù ở một tư thế không thực sự thuận lợi để tung ra một cú đập uy lực nhất, nhưng vừa rồi thì Trà My vẫn mang về điểm số 1-1 cho Long An. Phan ghi điểm ở vị trí số 4. Phan Khánh Vi, 21 tuổi là người phát bóng tiếp theo cho VTV Bình Điền Long An. Bước một không tốt. Cơ hội. Bóng vẫn còn. Tình huống tấn công rất uy lực của Nguyệt Anh chưa thể thành công. Lâm Oanh vẫn không được. Hàng chắn của Long An đang chơi rất hay. Kim Thoa. Bóng ngoài, rất đáng tiếc với tình huống kết thúc vừa rồi của Hoàng Thị Kiều Trinh. 2-1 cho Long An. Những tình huống tấn công ở vị trí số 4 cũng như vị trí số 3 vừa rồi của Bộ Tư lệnh Thông tin không thành công. Chúng ta đang thấy được sự nhập cuộc rất tốt của VTV Bình Điền Long An. Ngày hôm nay thì Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ phải chứng tỏ được sức mạnh chuyên môn của mình khi thiếu vắng Bùi Thị Nga ở mùa giải năm nay. Phá ghi điểm tốt ở vị trí số 3 của Kiều Trinh. 2-2. Phạm Thị Hiền phát bóng. Phạm Thị Hiền 21 tuổi, có chiều cao 1m72. Và kết thúc vừa rồi là của Hermie Eban. Phòng thủ tốt. Cơ hội. Một lần nữa thì Trà My đã kết thúc chuẩn xác. Lần này là ở vị trí số 2. 3-2 cho VTV Bình Điền Long An. Màn khởi đầu rất hay của cả hai đội. Lâm Oanh, cơ hội không được. Và phối hợp giữa Lâm Oanh và Kiều Trinh. Nguyệt Anh. Lần này thì không có một sai lầm nào của Nguyệt Anh, dù cho Như Anh bên phía VTV Bình Điền Long An đã chạm được bóng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha tấn công chéo sân rất hay của Nguyệt Anh.
Ngày hôm nay thì vận động viên trẻ Như Anh cũng đã góp mặt ngay từ đầu trong đội hình của VTV Bình Điền Long An. Như Anh năm nay 18 tuổi. Điểm 4-3. Điểm số lúc này là 4-3 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Bóng ngoài, 4 đều. Hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần và chúng ta có thể thấy là nhà thi đấu Gia Lâm Hà Nội đang có khá đông các khán giả. Một trận đấu được rất nhiều người hâm mộ bóng chuyền chờ đợi ngày hôm nay. Bước một không tốt khiến cho Lâm Oanh vất vả. Cơ hội cho VTV Bình Điền Long An. Tình huống kết thúc của Kim Thành, pha phối hợp quen thuộc giữa Kim Thoa và Kim Thành, người đều là đội trưởng của VTV Bình Điền Long An ở trận đấu này. Trà My phát bóng cho Long An. Đường thuật tay trái quá mạnh. Điểm 5 đều cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Ở trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay ở bảng B của Nam, chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu có thể nói là đỉnh cao. Một trận đấu rất hay giữa La Vi Long An và Ninh Bình Liên Việt Postbank. Chiến thắng 3-2 nghiêng về Ninh Bình Liên Việt Postbank sau 5 set. Bước 1 không tốt, đó là pha xử lý của Phan Khánh Vy. 6 năm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Nguyệt Anh là người phát bóng tiếp theo. Và tấn công của Hermie Ban ở vị trí số 4. 6 đều. Lần này là một tình huống chuyền rất vừa tầm để Hermie Ban dứt điểm đến từ Kim Thoa. Hermie Ban năm nay 28 tuổi. Sự bổ sung chất lượng cho VTV Bình Điền Long An. Vẫn chưa có điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Khánh Vy. Tiếp tục là Khánh Vy. Lâm Oanh. Nguyễn Thị Phương. Bám chắn tốt. Tiếp tục là Thông tin. Kim Thanh. Không được. Rất giằng co trong từng điểm số và cuối cùng Bộ Tư lệnh Thông tin là những người chiến thắng. Tuy nhiên có vẻ như trọng tài xác định đã có lỗi chạm lưới. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 7-6. Một màn khởi đầu rất hay của cả hai đội. Trong quá trình chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia, Bộ Tư lệnh Thông tin về hạng 3 tại cụm Hoa Lư Bình Điền hồi tháng 2. Đó là trận thua 2-3 trận tranh hạng 3 trước Ninh Bình Liverpool Postbank. Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An thất bại 0-3 trước Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng ở trận chung kết. Điểm số được sang bằng 7 đều. Ở giải vô địch quốc gia mùa trước thì cả Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Điền Long An đều không có được kết quả như mong muốn. VTV Bình Điền Long An xếp hạng 3, trong khi đó Bộ Tư lệnh Thông tin xếp hạng 5. Khánh Vy. Và tấn công rất uy lực đến từ Kim Thành. Tiếp tục là Khánh Vy. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 8-7. Huấn luyện trưởng Phạm Minh Dũng đang động viên các học trò của mình. Bóng đã chạm cột đăng ten trong tình huống vừa rồi.
và điểm thuộc về Bộ Tư lệnh Thông tin. Việt Hương. Bước 1 của Trà My. Khánh Vy. Bóng được dồn rất nhiều cho Khánh Vy. Thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 9-7. Lần đầu tiên trận đấu này cách biệt là 2 điểm. Tiếp tục là Việt Hương phát bóng. Rất hay hàng chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin với Nguyễn Thị Phương và Phạm Thị Hiền. 17 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Một trong những lợi thế của Bộ Tư lệnh Thông tin so với VTVB Long An đó là địa điểm thi đấu khi nhà thi đấu Gia Lâm nằm tại Hà Nội và đó cũng là nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Thông tin tại Hà Nội. Việc di chuyển từ nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Thông tin sang nhà thi đấu Gia Lâm là rất thuận tiện. Kết thúc thời gian tạm dừng. Tại bảng B của nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia, ngoài Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Long An còn có sự xuất hiện của Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, ứng cử viên có thể xem là số 1 cho chức vô địch năm nay. Và đó là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Phú Thanh Hóa. Điểm VTV Bình Long An. Long An cắt được chuỗi 3 điểm liên tiếp của Bộ Tư lệnh Thông tin, điểm 80. Ngày hôm nay diễn ra 3 trận đấu. Trận đấu cuối cùng dự kiến diễn ra lúc 20 giờ đó là cuộc đối đầu cũng rất được chờ đợi ở nội dung của nam giữa Thể Công và Biên Phòng. Bám chắn tốt. Vẫn còn. Tiếp tục là cơ hội cho Long An. Bám chắn thành công. Đó là tình huống đọc bài rất hay của Phạm Thị Hiền bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin. 11-8. Phạm Thị Hiền là vận động viên thi đấu rất tiến bộ. Phạm Thị Hiền và Trần Việt Hương là những người được kỳ vọng sẽ khỏa lấp được khoảng trống mà Bùi Thị Nga để lại. Lâm Oanh. Một chân sau đầu không thành công. Lần này đến lượt Nguyễn Thị Phương là người bám chắn tốt. Di chuyển bám chắn rất hay của Nguyễn Thị Phương. Người đã không thể kết thúc thành công đó là Như Anh, vận động viên 18 tuổi bên phía VTV Bình Nhiên Long An. Lần này thì đã có điểm dù hàng chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin đã chạm được bóng. 9-12 điểm cho Long An. Trong trận đấu sớm ngày hôm nay thì suýt chút nữa là vì Long An đã tạo được bất ngờ trước đương kim vô địch Ninh Bình Liên Việt Postbank. Họ để thua một cách rất đáng tiếc sau 5 set. Trà My bám chắn thành công. Hàng chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin đang chơi rất ấn tượng. Tiếp tục là Phạm Thị Hiền. 13-9, chúng ta cùng xem lại tình huống bám chắn thành công của Kiều Trinh. Chính xác là Kiều Trinh. Khoảng cách 4 điểm. Nguyễn Thị Phương. Khánh Đăng. Khánh Đăng. Bóng vẫn còn. Kim Thoa. Rất nỗ lực. Khánh Vy. Tiếp tục là cơ hội cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đang bứt lên. 14-9 rồi.
Nguyễn Thị Phương phát bóng. Quá mạnh và thiếu chính xác và kết thúc ở vị trí số 4. Vừa rồi trọng tài xác định đó là điểm thuộc về Long An, 10-14. Khánh Vy phát bóng. Bước một tốt, Lâm Oanh phối hợp. Tình huống không chế bước một và sau đó 15-10. Di chuyển tấn công rất tuyệt vời của Nguyệt Anh. 15-10 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Dù không ngoại bình nhưng điểm mạnh của Bộ Tư lệnh Thông tin là sự gắn kết, là những vận động viên tuyển thủ quốc gia rất hiểu nhau của mình. 11-15 điểm cho Long An. 11-15. Libero của Bộ Tư lệnh Thông tin là Lưu Thị Lily. Ngoài ra còn có Đàm Thị Thùy Linh. Lê Như Anh phát bóng. Nguyệt Anh rất tốt. Điểm thông tin 16-11. Tấn công sát lưới của Nguyệt Anh. 16-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hoàng Thị Kiều Trinh khống chế bước một tốt. Trà My, Kiều Trinh vừa phòng thủ thành công. Ngay sau đó thì Lâm Oanh đã dứt điểm ngay. Điểm cho VTV Bình Điền Long An, 12-16. Nguyễn Thị Trà My. Không qua lưới. 17-12, điểm thuộc về Bộ Tư lệnh Thông tin. Đội VTV Bình Điền Long An. Tình huống phát bóng tấn công không tốt của Trà My. Trà My rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên. VTV Bình Điền Long An có hai vận động viên tên Mỹ Tiên là Đoàn Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên. Điểm Long An 13-17. 13-17 cho VTV Bình Điền Long An. Đội VTV Bình Điền Long An xin thay người số 15 ra sân, số 8 vào sân. Hương Mê Bàn rời sân nhường chỗ cho Đoàn Thị Mỹ Tiên. Trên sân lúc này VTV Bình Điền Long An có hai vận động viên tên Mỹ Tiên, Đoàn Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên. Điểm thông tin 18-13. 18-13 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Khoảng cách lúc này đang là 5 điểm. Bước một tốt. Không được. Đó là tình huống xử lý hơi mạnh của Mỹ Tiên. Khánh Đan. Việt Hương. Pha bóng không hiểu ý giữa Việt Hương và Nguyễn Thị Phương. Làm chan tốt. Tiếp tục là Long An. Kim Thanh. Cơi vẫn không thành công. Khánh Vy. Tiếp tục là Bộ Tư lệnh Thông tin. Rất căng. Đó là Hoàng Thị Kiều Trinh. Hoàng Thị Kiều Trinh với tình huống tấn công sau vạch 3m đã ghi điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 19-13. Tình huống bóng bền rất hay giữa hai đội. Đội VTV Bình Điền Long An yêu cầu các vận động viên trở lại sân. Huấn luyện viên đội VTV Bình Điền Long An
chưa ra ký hiệu, xin tận dụng hội ý. Bên phía VTV Bình Điền Long An xin tạm dừng hội ý. Điểm Long An. Khoảng cách được rút ngắn xuống 19. 5 điểm cho VTV Bình Điền Long An, 14-19. Kim Thành phát bóng. Pha tấn công của Nguyễn Thị Phương. Vẫn không được, điều chỉnh phòng ngự tốt. Và tấn công sau vạch 3m của Nguyệt Anh, 20-14. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đội VTV Bình Điền Long An xin tạm dừng lần thứ 2 ở hiệp thi đấu thứ nhất. Lần xin tạm dừng hội ý của VTV Bình Điền Long An. Như lời động viên của huấn luyện viên Lê Thái Bình bên phía VTV Bình Điền Long An. Trong set đầu tiên thì Bộ Tư lệnh Thông tin đang khởi đầu rất tốt. Lâm Oanh chuyền hai bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin phát bóng. Rất hay, cú đánh bóng lỏng tay của Nguyệt Anh. Những pha tấn công sau vạch 3m của Nguyệt Anh trong set đầu tiên tỏ ra rất hiệu quả. 21-14 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Hàng sau của VTV Bình Điền Long An hoàn toàn bất lực trong tình huống vừa rồi. Điểm thông tin 22-14. Bên phía VTV Bình Điền Long An 22-14. Khoảng cách tương đối lớn vào lúc này. Phạt bóng không tốt. 15-22. 15-22. Đội VTV Bình Điền Long An xin thay người số 18 ra sân, số 1 vào sân. Trà My vào sân thay thế cho Mỹ Tiên. Phát bóng ra ngoài, 23-15 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Chiến thắng ở set đấu đầu tiên đang đến rất gần với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Nguyễn Thị Phương phát bóng. Bán chắn thành công. Tiếp tục là Phạm Thị Hiền. Set point cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 24-15. Những cổ động viên của Bộ Tư lệnh Thông tin đang có mặt khá đông tại nhà thi đấu Gia Lâm. Rất hay, đẳng cấp của Kiều Trinh và kết thúc ở vị trí số 2. Và 25-15, Bộ Tư lệnh Thông tin đã giành chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An trong set đấu đầu tiên. Chiến thắng rất thuyết phục, hai đội sẽ đổi sân để chuẩn bị cho set đấu thứ 2.
xin mời hai đội tới sân thi đấu hiệp thứ hai. Bóng trong sân, điểm số đầu tiên ở set đấu thứ hai thuộc về Bộ Tư lệnh Thông tin, 1-0. Trong set đấu đầu tiên, VTV Bình Điền Long An gặp rất nhiều khó khăn với những tình huống tấn công biên. Hàng chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin ngày hôm nay đã thi đấu vô cùng hiệu quả. Lỗi bước 1 của Trà My và Hermie Ban. 2-0 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Không. Liên tiếp là những lỗi của các vận động viên bên phía VTV Bình Điền Long An. Bước một không tốt của Eban. Khánh Đăng. Kim Thành. Và tấn công rất quyết tâm của Kim Thành ở vị trí số 4. 1-3. Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An. 2-3, hai điểm liên tiếp. Điểm số đã trở lại với Bộ Tư lệnh Thông tin, 4-2. Thêm một điểm nữa và khoảng cách lại là 3 điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Bên ngoài sân chúng ta cũng thấy được những vận động viên dự bị bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin. Trong đó có chuyền hài trẻ Lại Thị Khánh Huyền, người cũng đã thi đấu rất tiến bộ ở năm vừa qua. Điểm Long An 3-5. 3-5 cho Long An. Điểm thông tin 6-3. 6-3 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Phạm Thị Hiền, phạt bóng rất khó chịu.
Lâm Oanh, Nguyễn Anh. Khánh Đang đã phòng thủ tốt. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. 4-6. Điểm thông tin 7-4. 7-4 cho Bộ Tư lệnh Thông tin, vẫn là khoảng cách 3 điểm. Bước 1 của Khánh Đăng, cơ hội. Bóng ngoài. 5-7 cho VTV Bình Điền Long An. 5-7. Rất nỗ lực. Tình huống cứu bóng của đội trưởng Kim Thành. 8-5 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Và kết thúc dọc biên ở vị trí số 4 của Bộ Tư lệnh Thông tin. Nguyễn Anh phát bóng. Bóng vẫn còn. Kiều Trinh. Nỗ lực của VTV Bình Điền Long An. Cơ hội cho Thông tin. Pha tấn công quá hay của Nguyệt Anh sau vạch 3m. Rõ ràng chúng ta thấy được điểm mạnh của Nguyệt Anh. Đó là những tình huống tấn công đa dạng, biến hóa sau vạch 3m. Và cũng rất uy lực nữa. 9-5 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Ê bàn. Rất kỹ thuật, đó là pha xử lý của Lâm Oanh. Tuyệt vời. 10-5 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đội VTV Bình Điền Long An xin tạm dừng là thứ nhất ở hiệp thi đấu thứ hai. Rất nhiều vấn đề với Long An ở trận đấu này đã bộc lộ ra. Chúng ta đang theo dõi trận đấu thứ hai trong khuôn khổ bảng B của nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia vòng 1. Tất cả các trận đấu sẽ đều được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. May mắn, điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Tình huống phát bóng leo lưới. 11-5. Khoảng cách lúc này đang là 6 điểm. Tiếp tục là pha ăn điểm với người kết thúc là Nguyệt Anh sau vạch 3m. 12-5 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Chuyền hay của Long An lúc này đang là Trần Nguyễn Quý Uyên. Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương.
Và kết thúc vị trí số 3 rất tốt của Lê Như Anh. 6-12 cho VTV Bình Điền Long An. Điểm thông tin 13-6. 13-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Khoảng cách 7 điểm. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp giữa Lâm Oanh và Trần Việt Hương. Bóng đã chạm tay chắn của Kim Thành ra ngoài. Những vận động viên đã từng cùng với nhau ôn tập trên đội tuyển quốc gia. Việt Hương, Kim Thành. Nguyễn Thị Phương rất tốt, bóng chạm chắn ra ngoài. 14-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Phong độ rất cao của các vận động viên bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin trong trận giao quân này. Thêm một điểm nữa, bóng trong sân. 15-6, khoảng cách là 9 điểm. Tiếp tục là Việt Hương phát bóng cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đó là pha khống chế bước 1 không tốt của Nguyễn Ngọc Mỹ Tiền bên phía Long An. Việt Hương, bóng đã chạm chắn. Điểm cho Long An, 7-15. Rất tốt. 16-7 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Và phối hợp nhanh và kết thúc thành công của Mỹ Duyên. Điểm được rút ngắn 8-16 cho VTV Bình Điền Long An. Chuyền hai Quý Uyên. Và xử lý bóng lỏng của Nguyễn Thị Phương. Rất đáng tiếc cho Kiều Trinh ở tình huống vừa rồi. 9-16. Quý Uyên phá bóng. Tình huống phối hợp được chồng không như ý. Bóng ngoài. Tài xác định bóng chạm chắn. 17-9 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đó là pha ghi điểm ở vị trí số 2 của Kiều Trinh. Bước 1 tốt. Và kết thúc của Kim Thành. Trà My. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 10-17. Đội VTV Bình Điền Long An xin thay người số 18 ra sân, số 15 vào sân.
phối hợp không tốt. Điểm Lâm An, tình huống phối hợp từ cung ngắn của Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền. Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, 11-17. Việt Hương động viên người đồng đội của mình bên ngoài sân. Thông tin đang trùng xuống trong số điểm vừa qua, nhưng bây giờ thì họ đã trở lại 18-11 và kết thúc của Nguyễn Anh ở vị trí số 4. Khoảng cách vẫn là rất an toàn. Phạm Thị Hiền. Mười hai, mười tám điểm cho VTV Bình Điền Long An. Thêm một cơ hội nữa cho VTV Bình Điền Long An. Quý Huyền. Bám chắn tốt. Lâm Oanh. Kiều Trinh. 19-12 điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 19-12. Mười ba mười chín điểm thuộc về VTV Bình Điền Long An. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Hermie Ban đã đọc được một tình huống tấn công của Việt Hương. Số 8 vào sân. Nguyễn Anh rất nỗ lực. Tiếp tục là Nguyễn Anh. Hai pha tấn công liên tiếp. Bám chắn tốt. Lâm Oanh và Việt Hương ghi điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 20-13. Đội Bộ Tư lệnh Thông tin thành xin thay người số 11 ra sân, số 6 vào sân. Điểm thông tin 21-13. 21-13 điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin, khoảng cách 8 điểm. Đội VTV Bình Điền Long An xin tạm dừng lần thứ hai ở hiệp đấu thứ hai. Đáng cắt mới được nè. Thót mấy cầu lại rồi nè. Phút một lên mình cắt không được á. Đúng vô nha. Rồi. Lại bơi đi. Cơ hội cho Long An. Ê Ban. 14-21 điểm cho Long An.
Lâm Oanh, pha xử lý rất hay của Lâm Oanh. 22-14. Cú lừa chắn vào ghi điểm của chuyền hai bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin. 22-14. Việt Hương phát bóng. Quý Uyên, Kim Thanh, 15-22. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. Trong set đấu thứ hai thì huấn luyện viên Lê Thái Bình đã trao cơ hội ở vị trí chuyền hai cho Quý Uyên. Hai ba mười lăm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 23-15. Rất hay. Đó là Nguyễn Thị Phương, tình huống ghi điểm ở vị trí số 4. 24-15. Set point cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Như vậy là Bộ Tư lệnh Thông tin tiếp tục có một chiến thắng cách biệt nữa trong set đấu thứ hai, và cùng với một tỷ số là 25-15. Một sự chênh lệch mà chúng ta không thể dự đoán trước trận đấu này. Rõ ràng các vận động viên của Bộ Tư lệnh Thông tin đang có được một phong độ đỉnh cao, trong khi VTV Bình Định Long An mắc lỗi quá nhiều ở trận đấu này. 2-0 sau 2 set. Hai đội sẽ đổi sân để bước vào set đấu thứ 3. Đội Long An đội trưởng trên sân số 14. Điểm Bộ Tư lệnh Thông tin 1-0.
Điểm thông tin 2-0. Tiếp tục là một sự khởi đầu có thể nói là rất thuận lợi cho Bộ Tư lệnh Thông tin trong set đấu thứ 3. Hai không. Đường một của Trà My. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. Và ghi điểm của Mỹ Duyên 1-2. Trong set 3 thì chuyền hai Kim Thoa đã trở lại thay thế cho Quý Uyên. Rất tốt, tình huống vừa được chồng của Bộ Tư lệnh Thông tin, người ghi điểm là Kiều Trinh. 3-1. Phạm Thị Hiền phát bóng. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 2-3. Khoảng cách là 1 điểm. Mỹ Duyên phát bóng. Lâm Oanh. Nguyễn Anh. 4-2 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Điểm thông tin 4-2. Điểm Long An 3-4 cho Long An. Người phá bóng là Trà My. Rất căng. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 5-3. Điểm thông tin 6-3. Khoảng cách đã được gia tăng đến 3 điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Với đội Bình Điền Long An challenge bóng trong tay trắng. Bên phía VTV Bình Điền Long An sử dụng quyền challenge. Đó là lần sử dụng challenge dài không thành công của VTV Bình Điền Long An. Người đánh phát bóng cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Lâm Oanh. Bóng vẫn còn. Ê bàn. Lâm Oanh. Nguyễn Thị Phương. Hơi với rồi. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 4-6.
Hermiaban. Rất hay, một lần nữa Lâm Oanh ghi điểm 7-4 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Lâm Oanh đang thể hiện được vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của mình cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong đội hình của Bộ Tư lệnh Thông tin. Lần này đến lượt chuyền hai của VTV Bình Điền Long An tỏa sáng. Kim Thoa ghi điểm 5-7 cho VTV Bình Điền Long An. Cũng là một pha xử lý rất tinh tế. Điểm 8-5, điểm thuộc về Bộ Tư lệnh Thông tin. Rất căng và tấn công lệch chắn của Kiều Trinh. Rất tốt, Nguyễn Thị Phương ghi điểm 9-5 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Libero trên sân lúc này của Bộ Tư lệnh Thông tin đó là Đàm Thùy Linh. Linh cứu bóng nhưng không thành công. 6-9 điểm cho VTV Bình Điền Long An. Khoảng cách được rút ngắn xuống còn 3 điểm. Đó là pha tấn công của Khánh Vy, bóng ba chắn và vượt ngoài tầm với của hàng sau bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin. Điểm thông tin 16, điểm thuộc về Bộ Tư lệnh Thông tin. Nỗ lực của Lâm Oanh, Nguyễn Anh. Bóng vẫn còn Khánh Đan. Pha xử lý quá hay của Phạm Thị Hiền, rất chủ động trên lưới. Pha cứu bóng của Khánh Đàng là hơi mạnh so với hàng trên. Và Phạm Thị Hiền đã tận dụng rất tốt cơ hội. 11-6 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Một trận đấu quá khó khăn của VTV Bình Điền Long An. Khó khăn hơn những gì mà huấn luyện viên Lê Thái Bình có thể dự đoán trước. Nguyễn Thị Phương phát bóng cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Lâm Oanh. Và tấn công sau vạch 3m không tốt của Nguyễn Thị Phương. 7-11. Trà My. Bóng ngoài chưa hề chạm chắn.
điểm cho VTV Bình Điền Long An 8-11. Khánh Vy bước một tốt. Hơi bia với bàn vẫn là Long An. Trà My, pha xử lý rất hay của Trà My. Hai điểm liên tiếp 9-11. Sau lần tạm dừng hội ý thì Long An đang chơi tốt. Đến lượt Bộ Tư lệnh Thông tin cần phải hội ý vào thời điểm này. Thời gian hội ý giúp cho Bộ Tư lệnh Thông tin có cơ hội để xúc lại tinh thần. Những người đã rất hiểu nhau với những năm tháng tập luyện qua nhiều mùa giải. Và bây giờ họ đang thể hiện được sự gắn kết trong đội hình. Điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin và kết thúc tốt của Kiều Trinh 12-9. Khánh Đàn, Hơm Yê Ban, tiếp tục là Yê Ban. Điểm cho VTV Bình Điền Long An, tình huống tranh chấp trên lưới rất tốt, 10-12. Lỗi của các vận động viên Long An. 13-10 điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Kiều Trinh phát bóng. Bước một không thực sự tốt. Lâm Oanh, Nguyễn Anh, bóng mà chắn ra ngoài. 14-10 điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Rất tốt, lần này thì Kim Thành đã không bỏ lỡ cơ hội. 11-14. Bước một tốt. Nguyễn Anh rất vừa tầm cho Nguyễn Anh. Và ghi điểm ở vị trí số 4. 15-11 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Đội VTV Long An xin thay người số 1 ra sân, số 18 vào sân. Bên phía Long An, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiền vào sân thay thế cho Nguyễn Thị Trà My. Thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, 16-11.
Pha phá bóng của Nguyễn Anh. Kim Thoa. Ê ban. Thùy Linh. Nguyễn Anh. Bóng chạm sàn, điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin 17-11. Và kết thúc nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác của Nguyễn Thị Phương. Vẫn còn Lâm Oanh nỗ lực cứu bóng nhưng không thành công của Kim Thành. Những điểm số liên tiếp cho Bộ Tư lệnh Thông tin 18-11. Đội VT Bình Điền Long An xin tạm dừng lần thứ hai ở hiệp thi đấu thứ ba. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 12-18, khoảng cách được rút ngắn xuống 6 điểm. Vẫn là một cách biệt an toàn cho Bộ Tư lệnh Thông tin ở set đấu thứ 3 này. Lâm Oanh, thêm một pha xử lý thành công nữa của chuyền hai Lâm Oanh, 19-12. Việt Hương. Khánh Vy. Rất tốt. 13-19. Điểm Long An 13-19. Phải đu xuyên trắng của Khánh Vy. Đội hình của Long An đã dồn lên và để lại một khoảng trống rất lớn là sao? 20-13 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Bóng trong sân. Tình huống kết thúc tốt của Khánh Vy. 14-20 cho VTV Bình Điền Long An. Đội VTV Bình Điền Long An xin thay người, số 18 ra sân, số 1 vào sân. Khoảng cách 6 điểm. Bên phía Long An, Trà My đã trở lại. Thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin, đội dính bóng của vận động viên bên phía Long An.
với những gì mà chúng ta đã theo dõi cho đến thời điểm này thì rõ ràng Bạc B, Bộ Tư lệnh Thông tin và Hóa chất Đức Giang Tia Sáng đang tỏ ra rất mạnh so với phần còn lại. Bóng chạm tốt, bóng đã sang vườn sân của Long An. 22-14 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Trong hai set đầu tiên, VTV Bình Điền Long An đều để thua với tỷ số rất đậm 15-25. Và bây giờ cũng vậy, set đầu thứ 3, 22-14 cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Nguyễn Thị Phương phát bóng, điểm thông tin 23-14. Đội Bộ Tư lệnh Thông tin xin thay người, số 11 ra sân, số 6 vào sân. 23-14 rồi. Rất hay. 24-14 match point cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Khá dễ dàng. Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi với Bộ Tư lệnh Thông tin. Kim Thoa, bóng nhỏ không thành công. Lâm Oanh, bóng ngoài. Và như vậy là Bộ Tư lệnh Thông tin đã giành chiến thắng trong set đầu thứ 3 và là chiến thắng chung cuộc 3-0 sau 3 set với tỷ số rất đậm. Tỷ số các set là 25-15, 25-15 và 25-14. Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã có được chiến thắng dễ dàng trong ngày ra quân. Đây là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Một màn khởi đầu hoàn hảo của Bộ Tư lệnh Thông tin. Vào tối nay vào lúc 20 giờ sẽ là cuộc đối đầu ở bảng B của Nam giữa Thể Công và Biên Phòng. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.